8 năm, một con số quá dài cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa BBT và Labrada cho đến thời điểm hiện tại năm 2022. Cả hai đồng điệu cùng nhau trong tình yêu gym bất diệt và biến điều đó thành sự thành công trong lĩnh vực supplement. Và ngày hôm nay, CEO Duy Nguyễn lại hội ngộ cùng Lee Labrada để nhận về chiếc cúp top 1 nhà phân phối quốc tế sau 7 lần lỡ hẹn về nhì. Okay, Lee Labrada here, and I am with our Vietnamese distributor Duy, and we got a special award for him today. You know, as most of you know, because of COVID situations, we were not able to visit with our international distributors very much during that time. And so we are retroactively awarding Duy the 2021 Distributor of the Year Award and international exporter for 2020, actually, and runner-up international exporter for 2021. Yeah. So congratulations, Duy. Thank you so much. Yeah, he's going to use them to pump up his biceps. Yep. Excellent. You've done a great job, and we're very grateful. Thank you for all that you do. Yes, I'm very happy. Thank you. Would you like to say a few words to your fans? Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn ở Việt Nam. Thì lần này lần thứ hai, Duy Nguyễn ghé thăm công ty Labrada và nhận được những cái thành tích cực kỳ là ấn tượng. Như bạn đã thấy, đây là danh hiệu số 1 của nhà phân phối quốc tế vào năm 2020, và đây là danh hiệu số 2 nhà phân phối quốc tế năm 2021. Năm 2021 là một năm mà trải qua rất là nhiều biến động của thị trường quốc tế cũng như là thị trường Việt Nam. Ở Việt Nam lockdown rất là nhiều, ảnh hưởng tới mảng thực phẩm bổ sung chúng ta. Nhưng mà trong những năm sắp tới đây thì BBT và Labrada sẽ hợp tác sâu rộng hơn nữa, phát triển hơn nữa về cả doanh số và tiếp tục giữ vững là nhà phân phối lớn nhất thế giới. All right. Top 1 in the world. Okay, my friend. I'll put them here for you.